AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Hi guys, xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với những bài giảng của cô. Vậy là chúng mình cũng đã hoàn thành được 3 unit của chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 tập 2 rồi. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần review các em nhé. Mình tạm thời chưa tiếp thu thêm những kiến thức mới mà ôn lại những cái phần học cũ để xem là rốt cuộc là trong một quãng thời gian dài như thế mình học nhiều kiến thức như vậy thì nó rơi dụng được bao nhiêu rồi và trong đầu thì còn lại bao nhiêu. Đấy, thì ngày hôm nay chúng mình sẽ đi vào phần review 3 của 3 unit là unit 6, unit 7 và unit 8. Như thường lệ thì chúng mình sẽ với lesson 1, bài học đầu tiên mình sẽ cùng nhau ôn luyện về phần language, phần ngôn ngữ một chút nhá. Tức là về phần gì nhỉ? Phần ngữ pháp này, phần từ vựng và phần phát âm. Cô rất mong là với những cái bài tập ôn tập của ngày hôm nay á thì các em sẽ hoàn thành rất là nhanh chóng để chứng tỏ là lâu nay các em có một cái thói quen học tập nó rất là liên tục, mình ôn luyện thường xuyên đúng không, thì nó sẽ được thể hiện một cách rất là rõ ràng qua cái việc mà các em làm bài tập nó có nhanh, nó có thành thạo hay không. Đấy, thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đi luôn vào bài đầu tiên nhá. Bài thứ nhất là gì đây? Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. Tức là sử dụng dạng đúng của từ để hoàn thành câu. Và ở đây chúng mình có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5 từ. Chỉ có 5 từ thôi. Những từ này đều được xuất hiện ở trong unit 6, 7, 8 cả rồi. Và chúng mình sẽ cùng nhau ôn lại một chút các em nhé. Academic, tức là học thuật đúng không nào? Excavation, sự khai quật. Undergraduate, bậc học, đại học. Intact, một tính từ là vẫn đang còn nguyên vẹn. Carbon footprint, tức là khí CO2 đó, dấu chân carbon đúng không? Là cái lượng khí CO2 mà con người thải ra đấy. Thì đây, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào câu đầu tiên. Các em hãy nhớ một chút cho cô là cách làm dạng bài tập này nhá. Là gì nhỉ? Chúng mình đầu tiên phải xác định được là cái chỗ trống này mình cần điền loại từ gì? Nó là một danh từ, một động từ hay là một tính từ? Từ đó thì chúng mình sẽ có thể lược bỏ được một số đáp án mà nó không thuộc cái loại từ mà mình mong muốn, đúng không? Rồi bước thứ hai là mình phải dịch nghĩa của câu ra để chọn được một từ làm sao mà có cái nghĩa phù hợp nhất. Thì đó là hai cái bước làm của bài tập này. Cô đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi, nhưng mà rất mong là khi mà các em gặp lại những cái dạng bài tập này thì luôn làm đúng chứ đừng có sai nha. Nào, câu đầu tiên. When you use energy generated by fossil fuels, your becomes bigger. Đằng sau your, một cái sở hữu cách thì chắc chắn nó phải là gì các em? Nó phải là một danh từ. Thế là mình xác định được là danh từ nhá. Sau nó là danh từ gì thì chúng mình sẽ cùng dịch nào. Khi mà bạn sử dụng nguồn năng lượng được tạo ra bởi nhiên liệu hóa thạch thì cái gì của bạn đang trở nên lớn hơn? Thì rõ ràng nhá, trong 5 từ nó chỉ có một từ nó thuộc cái phạm trù nội dung của unit 6 này thôi, đó là từ carbon footprint, tức là cái lượng khí CO2 của mình thải ra sẽ lớn hơn. Câu 2. This historic site needs extensive work. Thì chúng ta nhá, ở đây các em thấy là mình đang có một tính từ ở đằng trước và một anh danh từ ở đằng sau. Suy ra chỗ này mình phải điền một là tính từ, nghĩa là hai anh tính từ đứng cạnh nhau, sau đó bổ nghĩa cho anh danh từ này. Hai là chỗ này mình cần một điền một danh từ, có nghĩa đây là một cụm danh từ và đây là tính từ bổ nghĩa cho cụm danh từ này. Sau khi mình phân tích như vậy thì thấy nó đã còn khá là mông lung. Mình sẽ còn dùng một biện pháp cuối, nó là gì? Dịch nghĩa để
hợp. Thì ở đây chúng ta có câu này nghĩa là gì nhỉ? Những khu vực mà thuộc lịch sử, thuộc về lịch sử, những khu vực mà mang di tích lịch sử đó thì cần được gì? Cần được khai quật nhiều hơn. Chúng mình có cả một cụm là extensive excavation work, tức là việc khai quật nhiều đó. Extensive ở đây là nhiều các em nhé, một tính từ. Câu 3. Most of the ancient relics in the Heritage Museum are still. Câu này mình có động từ chính ở đây là to be này. Mà đằng sau to be thì là gì các em? Là một tính từ. Chúng mình không còn ngần ngại gì nữa mà chọn ngay một anh tính từ ở trong cái box, trong cái bảng. Thì đó là từ intact, nguyên vẹn. Hầu hết những di tích cổ ở trong bảo tàng di sản này thì vẫn đang còn nguyên vẹn. Câu 4. It is difficult to get a good job without any qualifications. Câu này lại cũng dễ này, chúng mình đang có danh từ qualification rồi, thì mình đang cần một loại từ nào đó để bổ nghĩa cho từ này đúng không? Thì đó là một tính từ và đó là academic. Nghĩa là gì nhỉ? Việc mà thật là khó khăn để mà tìm kiếm một công việc tốt nếu như mà không có trình độ học vấn. Cả cái cụm này academic qualification mình dịch là trình độ học vấn các em nhé. Nào, câu cuối cùng thì chỉ còn mỗi một từ mình điền nốt vào thôi đúng không? At the undergraduate level, you can join 3-year or 4-year college. Tức là gì? Ở cái bậc học cao hơn thì bạn có thể tham gia các trường cao đẳng đại học trong vòng 3 hoặc là 4 năm. Bài 1 khởi động của chúng ta rất là dễ đúng không nào? Vô cùng dễ luôn, toàn là những từ rất là quen thuộc của Unit 6, 7, 8 mà mình đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các lesson rồi. Tiếp nhá, chúng mình sẽ đến với bài 2. Complete the sentences using the correct form of the words in the bracket. Bài này thì nâng cấp hơn một tí là dựa trên những cái từ ở trong ngoặc, chúng mình phải tìm được loại từ đúng của từ đấy. Suy ra là nếu như mà mình không biết cái dạng danh từ này hay là không biết cái dạng động từ của từ đấy là ôi, thôi luôn, là câu đấy là không làm được đúng không nào. Nhưng mà có một cái hay là gì? Những cái từ này toàn là những cái từ đã gặp rồi thôi, nhưng mà đứa nào mà bảo là ôi, từ này chung lại em không biết thì suy ra là chưa học từ mới chứ không phải là không biết đâu nha. Câu đầu tiên nhá. Mình có từ pha. There are many education courses to prepare students for future work. Cái cụm này không thể nào làm sai được. Các em biết tại sao không? Tại vì nó cũng là tên chủ đề của Unit 7. Bạn nào mà không điền được cái này thì vô cùng đáng đánh, là coi như là cả cái Unit 7 là không học gì đâu nhé. Thì đây, chúng mình sẽ có đáp án là Further education, tức là những bậc giáo dục cao hơn, đúng không? Có rất là nhiều cái khóa học về những bậc giáo dục cao hơn nữa để chuẩn bị cho học sinh về những công việc trong tương lai. Hay là câu 2 nào. My younger sister is now in grade 6 at secondary school. Lâu. Thì các em nhớ giúp cô là hôm trước mình có học các cấp bậc của gì nhỉ? Của education, tức là các cấp bậc giáo dục ở Việt Nam á, thì cơ bản nhá, cấp 1 thì là gì nhỉ? Primary school. Cấp 2 là lower secondary school. Cấp 3 là upper secondary school. Đấy, thì qua một bài như này, một câu như này thì mình sẽ ôn lại thêm những cái từ liên quan đúng không? Thì rõ ràng lớp 6 là đang ở trong chương trình cấp 2 còn gì nữa, thì mình sẽ có cụm lower secondary school là cấp 2 các em nhá. Tiếp. Câu 3. You should know the symptom of Ở đây lại có những hai từ ở trong ngoặc liền. Illnesses such as heat exhaustion, heat stroke and sunburn. Bạn nên biết những cái triệu chứng. Ở đây chúng mình có từ symptom, nghĩa là triệu chứng nhá. Còn những cái việc mà ốm đau, bực,
bị gây ra bởi nền nhiệt, thì cái từ này vô cùng quen thuộc rồi. Nó là heat related illness, tức là những căn bệnh, cái sự ốm đau mà liên quan đến nền nhiệt. Như là gì đây? Như là bị nhiệt này, bị nhiệt tức là bị nhiệt miệng này, mình nóng quá sao nó sẽ phát ra đó. Hay là heat stroke, tức là đột quỵ do nhiệt. And sunburn, sunburn ở đây là bị cháy nắng các em nhé. Câu 4. Would you like to visit Halong Bay or Chang An? Landscape complex. Cái này rất là dễ, tại vì mình đang có danh từ ở đây, mình cần một tính từ để bổ nghĩa cho nó, đúng không nào? Và cái cụm từ này thì lặp đi lặp lại rất là nhiều ở trong unit 8 rồi. Sẽ là Chang An Scenic Landscape Complex, tức là danh lam thắng cảnh ở Chang An đó. Would you like to visit Halong Bay or Chang An Scenic Landscape Complex? Bạn muốn đi thăm Vịnh Hạ Long hay là danh lam thắng cảnh ở Chang An? Câu 5. The central sector of the Imperial Citadel of Thonglong is a heritage site. Cái cụm này cũng rất là dễ này. Nhìn một cái là biết ngay mình đang cần một tính từ để bổ nghĩa cho cụm danh từ ở đằng sau. Và tính từ của từ culture thì là culture. Rất là dễ. Trung tâm Hoàng thành Thăng Long thì là một di sản văn hóa. Vậy là mình đã xong cái phần đầu tiên là về phần language nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi đến ôn phần pronunciation, tức là phần phát âm. Và có một cái rất là hay ấy, là trong 6 unit này, cái phần pronunciation này chúng mình đều được học về cái gì nhỉ? Lên giọng hoặc là xuống giọng ở các loại câu hỏi. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe những câu sau đây. Và các em sẽ tích xem là à, cái chỗ nào thì mình lên giọng, còn cái chỗ nào thì mình xuống giọng nhé. Phần 3, bài 3, đề bài nó là gì nào? Listen and mark the intonation patterns of the questions, then practice reading the sentences. Nghe và sau đó mình tích cái phần intonation, phần ngữ điệu của câu hỏi. Và rồi sau đó thì chúng mình sẽ cùng luyện tập. Và cô nghĩ thay vì chúng mình nghe thì chúng mình sẽ nhìn vào câu này, mình đọc luôn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã học rất là nhiều về cái phần này rồi. Mình học từ học kỳ 1 kéo sang học kỳ 2 cơ. Thì các dạng câu hỏi nó cũng không có nhiều đúng không? Câu hỏi có từ để hỏi thì xuống giọng ở cuối câu. Còn câu hỏi yes no question thì mình sẽ lên giọng ở cuối câu. Còn câu hỏi lựa chọn thì vế đằng trước o thì mình sẽ lên giọng, còn vế đằng sau thì mình sẽ xuống giọng. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau theo dõi trên slide từng phần một để chúng mình cùng nhau tích và cùng nhau đọc nhé. Ở đây thì cô cũng đã đánh dấu sẵn rồi, nhưng mà bạn nào mà quên thì có thể theo dõi slide và chúng mình cũng đọc lại những câu này để check cái phần intonation của mình, cái phần ngữ điệu nhá. Đầu tiên nào, 1. Would you like to go on a cultural tour or an architecture tour? Đúng không? Thấy rõ nhá, trước O này. Tức là trong câu hỏi lựa chọn thường thì sẽ lựa chọn một trong hai đúng không? Thì sẽ có hai cái để cần lựa chọn. Thì cái phần đứng trước anh O thì là lên giọng. Còn cái sự lựa chọn thứ hai của mình, tức là phần cuối câu á, là mình phải xuống giọng. I'd like to go on a cultural tour. Còn đây là một câu trần thuật bình thường. Một câu trần thuật này, một câu mà kết thúc bằng dấu chấm thì thường mình sẽ xuống giọng ở cuối câu các em nhá. Chứ không tự dưng lại nói vống lên thì nghe rất là kỳ cục đó. 2. Would you like to visit Mission Sanctuary, a sanctuary or Hoi An Ancient Town? Nó tương tự như là phần này đúng không? I'd like to visit Hoi An Ancient Town. Đấy, phần này nó rất là dễ thôi, không hề khó một chút nào. Tại vì như cô đã nói là chúng mình phải học ít nhất là 5 phần, 5 unit liên quan chỉ về phần intonation mà thôi. Tiếp, đây là một câu hỏi có từ để hỏi, là từ how đúng không nào? Thì mình xác định luôn, à câu hỏi có từ để hỏi thì mình phải xuống giọng ở cuối câu. How should I apply for place at a US university? Hay là câu 4,
Câu 4 là một câu gì đây? Một câu yes, no question. Một câu hỏi trả lời lựa chọn có hoặc không thì mình phải nâng tone giọng ở cuối câu. Is there an application deadline for early decision? Đúng không? Chứ không phải là decision. No. Được chưa? Rất là dễ thôi. Tiếp nhá. Chỉ còn một chút nữa là câu 5. Fossil fuels were formed from the remains of dead plants and animals. Cái này đang bị đánh lừa một chút nhá. Cái này là dấu chấm. Thì suy ra vống lên như này là sai đúng không? Mình phải xuống giọng. Đấy, các em phải tỉnh táo một chút. Chứ cô cho cái này để check xem là có đứa nào lơ ngơ cái là sai ngay đúng không? Và còn một cái rất là hay nữa, đó là các em nhớ không, một loại câu hỏi nó không phải là câu hỏi có từ để hỏi, nó cũng không phải là câu yes no question, nó cũng không phải là câu lựa chọn, mà nó là một dạng gì nhỉ? Câu hỏi nhắc lại một phần của câu đằng trước, thể hiện cái sự ngạc nhiên, sự tò mò. Có nghĩa là sao? Nó cũng chỉ là một cụm danh từ này, hay là một cụm động từ thôi, nhưng mà cuối câu nó lại có câu hỏi. Và mình cần phải nâng giọng, nâng tone giọng vào cuối câu. Ví dụ như phần này: The remains of dead plants and animals. Nó rõ ràng là một cụm danh từ đúng không? Mình mà lúc đầu chưa xác định được nó là kiểu câu hỏi thì mình sẽ nghĩ chắc một cụm danh từ này là câu chẩn thuật bình thường xuống giọng. Nhưng mà không phải. Rõ ràng là bạn ấy đang ngạc nhiên về cái phần nội dung này, nên mà bạn ấy nhắc lại thêm một lần nữa để tỏ rõ cái sự ngạc nhiên hay là sự không hiểu của mình về cái cụm đấy và mong muốn được giải thích, đúng không nào? Nhớ nhá. Ví dụ như là một anh nào đấy tự dưng tỏ tình với mình, bảo là I love you. Sau mình cũng kiểu love me, yêu em á. Đấy, kiểu rất là bất ngờ em á, mà không phải là đứa khác đúng không? Kiểu vậy đó. Thì đó là dạng câu, một loại câu là câu hỏi lặp lại, câu hỏi echo question đấy, nhớ không? Nếu như mà bạn nào quên rồi thì check lại trong cái phần unit, cô nhớ không nhầm thì là unit 6, mình xem lại cái phần đấy nhá. Đấy, rất là dễ thôi, thì các em chịu khó, chỉ có vài câu thôi. Mình sẽ luyện tập đi, luyện tập lại, làm sao cho cái lưỡi mình nó mềm này. Sau đó nhìn một cái câu nào đấy là mình biết luôn là chỗ nào mình cần lên giọng, chỗ nào mình cần xuống giọng rất là dễ dàng. Không? Rồi nhá, xong nhá. Bây giờ chúng mình sẽ đến phần grammar, phần ngữ pháp. Phần ngữ pháp này khá là nhiều bài tập đó, nhưng mà bạn nào mà chắc chắn được cái phần mình đã học qua các unit 6, 7, 8 thì làm bài tập nó cũng nhanh thôi. Còn đứa nào mà nhắc nhác mà không chịu học á, thì khá là chật vật đấy. Tại vì kiến thức nó cũng qua mỗi unit nó cũng khá là nhiều và dài, chứ không hề khó nhá, chỉ nhiều với dài thôi. Nào, chúng mình sẽ đi vào bài 4. Rewrite in or combine the sentences. Begin each one as shown. Tức là gì đây? Chúng mình sẽ có một câu này hoặc là hai câu đơn đó, và mình phải ghép lại thành một câu, làm sao cho cái nội dung nó link, nó liên kết với nhau. Ví dụ nhá, câu đầu tiên: Since they have lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer. Tức là gì? Từ khi mà dân làng sống gần những cái nhà máy hóa học đó thì dạo gần đây thì họ đang bị ung thư. Thì chúng mình thấy nhá, câu này là một câu ghép, nó có hai vế và chủ ngữ của hai vế đều nói về những cái người dân làng. Thì đợt trước mình có học một cái là mình rút gọn câu đi, rút gọn đi những cái mệnh đề trạng ngữ. Thì bây giờ mình nhớ lại xem là cái cách rút gọn là như thế nào, và với những cái câu như thế nào, điều kiện đầy đủ của nó là gì để mình có thể rút gọn được. Thì như câu này, chúng ta đầu tiên phải xác định được là cái chủ ngữ của hai vế nó trùng nhau thì mình mới rút gọn được nhá. Sau rồi mình phải xác định xem là cái vế nào xảy ra trước, cái vế nào xảy ra sau. Thì cái vế xảy ra trước mình sẽ rút gọn bằng cách là bỏ những cái trạng từ đi này, bỏ luôn cả anh chủ ngữ. Mình sẽ xác định động từ chính trong câu và đưa về dạng having phân từ 2. Ví như đáp án của câu 1 sẽ là: Having lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer. Đấy, rất là dễ đúng không? Chúng mình
không cần dùng đến trạng từ since này, hay là mình không cần phải lặp lại chủ ngữ nữa. Tương tự, chúng mình có câu 2. After Quang attended a conference on nature conservation, he became more involved in environmental activities. Sau khi bạn Quang tham gia một hội nghị về việc bảo tồn thiên nhiên, thì bạn ấy đã tham gia rất là nhiều hoạt động về môi trường. Các em nhớ lại cách rút gọn tương tự như câu 1, chúng mình sẽ rất là nhanh chóng có đáp án của câu 2 là Having attended a conference on natural conservation, Quang became more involved in environmental activities. Đấy, rất là dễ đúng không? Cái dạng này nó chỉ dài thôi, chứ nó vô cùng dễ. Tương tự, câu 3. Mai had dumped rubbish in the country park near her house. She regretted it. Đây không còn là một câu ghép có hai vế nữa, mà nó đã trở thành hai câu đơn rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng mình là phải nối hai câu đơn này thành một câu, và dựa vào những cái cấu trúc của động từ mà chúng ta đã học. Ví dụ như ở câu 3 này, chúng mình phải nhớ xem là mình đã được học cấu trúc gì liên quan đến từ regret, tức là hối hận đúng không? Hối hận đã làm việc gì. Thì các em bắt đầu tư duy nhớ lại xem cái cấu trúc của nó là gì. Đằng sau regret mình cần cộng với một giới từ gì. Sau khi mà suy nghĩ xong thì chúng mình sẽ cùng nhau đối chiếu với cô nhá. Thì mình sẽ phát hiện ra là anh regret này đằng sau sẽ cộng với một verb in và không có anh giới từ chèn ở giữa. Thì chúng mình sẽ có đáp án là gì đây? My regretted having dumped, hoặc là dumping ấy, tức là hai cái này các em có thể chọn một cách viết. Rubbish in the country park near her house. Rất là dễ đúng không nào? Tiếp nhá, câu 4. The manager had allowed harmful gases to emit into the air from the factory. He denied it. Người quản lý thì đã cho đồng ý cho phép những cái khí thải độc hại được thải ra trong không khí từ nhà máy, và anh ta thì đang rất là deny, từ chối làm cái việc này. Tức là lão này làm rồi nhưng mà phủ nhận trước pháp luật hay là phủ nhận trước công chúng chẳng hạn. Thì chúng mình có cấu trúc là từ chối làm việc gì. Đã học rồi nhá, bây giờ chúng mình sẽ nhớ lại cái cấu trúc đấy và viết lại câu này cho cô. Rồi sau đó chúng mình sẽ cùng nhau đối chiếu đáp án nhá. Thì chúng mình có đáp án ở đây là gì? The manager denied having allowed harmful gases to emit into the air from the factory. Được chưa? Câu 5. Someone had used a process to kill fish in the lake. They suspected Tom. Ai đó đã sử dụng chất nổ để giết cá ở trong hồ, và mọi người thì đang nghi ngờ Tom. Và động từ chính của chúng ta là từ suspect, nghi ngờ đúng không nào? Bây giờ chúng mình lại tiếp tục nghĩ xem là cái cấu trúc là ai nghi ngờ ai làm cái gì thì sẽ diễn đạt như thế nào. Thì đây chúng mình sẽ có đáp án của câu này là They suspected Tom of, dùng giới từ of của động từ suspect em nhé. Suspect somebody of doing something. They suspect Tom of having used explosives to kill fish in the lake. Họ nghi ngờ Tom đã sử dụng chất nổ để giết cá ở trong hồ. Thế là xong được một bài nhá, cũng ôn được luôn một phần ngữ pháp đúng không nào? Tiếp theo, chúng mình sẽ đến với bài 5. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the present perfect or the present perfect continuous. Bài tập này thì giúp chúng mình ôn lại cái gì nhỉ? Thì hiện tại hoàn và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hai cái thì này khác nhau ở một cái điểm rất là bé thôi, là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì là gì? Nhấn mạnh cái sự diễn ra liên tiếp, liên tục của hành động. Được chưa nào? Bây giờ chúng mình sẽ có tất cả là 5 động từ ở đây nhá, tương ứng với 5 câu. Các em không chỉ phải chia động từ đâu, mà còn phải chọn được động từ đúng để điền vào trong câu đấy nữa. Câu đầu tiên các em nhá. Is she still in the UK? How long did you say she? Medicine there.
Cô ấy vẫn đang ở nước Anh chứ? Cũng đã bao lâu rồi? Khi mà bạn nói là cô ấy đang học dược ở nơi đây đúng không? Tự dưng lại có một cái cụm medicine là nghĩa là dược ở đây thì rõ ràng phải học về cái chuyên ngành này rồi. Thì các em sẽ biết luôn là mình sẽ chọn động từ nào nhá. Và tiếp theo là chúng mình sẽ chia xem là ở đây là thì present perfect hay là present perfect continuous. Thì cái việc học nó kéo dài liên tiếp trong một khoảng thời gian đúng không? Thì cái gì mà kéo dài liên tiếp trong một khoảng thời gian thì rõ ràng nó phải mang nghĩa tiếp diễn rồi. Thì đáp án của chúng ta ở đây sẽ là has been studying. Học gì nhỉ? Study medicine, nghĩa là học dược các em nhá. Câu 2 nào. How many courses you so far in your graduate program? Bạn đã phải hoàn thành bao nhiêu khóa học trong chương trình học của mình? Thì các em lưu ý giúp cô nhá. Khi mà mình hỏi how many, tức là hỏi về số lượng, và thì nào nó chỉ diễn tả số lượng này, rồi là kết quả của hành động diễn tả số lượng thì chỉ có hiện tại hoàn thôi nhá. Riêng cái phần tiếp diễn là nó không có diễn tả cái phần số lượng hay là kết quả công việc đạt được đâu. Suy ra chỗ này mình xác định được là mình phải dùng present perfect này. Vậy thì là động từ gì ở đây? Khi mà mình nói là tham gia khóa học thì mình cần dùng động từ take. Mà đây là đang là câu hỏi nữa thì mình phải đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ đúng không nào? Thì đáp án của chúng mình sẽ là have you taken? Tiếp câu 3. Like many of my classmates. English since primary school. Cũng giống như là các bạn trong lớp thì tôi sẽ bắt đầu học tiếng Anh từ những năm tiểu học đó. Thì câu này nhá, cô sẽ không hướng dẫn nữa. Tương tự như cách làm câu 1 và câu 2, mình chỉ còn 3 động từ thôi mà. Thì các em sẽ dựa vào hoàn thành thật nhanh chóng những câu còn lại, rồi sau đó chúng mình sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án. Tại vì sao? Tại vì cô tin chắc là cái phần nội dung này các em đã nắm kỹ rồi. Vì trong mỗi unit mình đều tập trung giảng giải về cách dùng của các thì, rồi mình cũng có ít nhất là 2 đến 3 bài tập luyện tập cơ. Thì không có lý do gì mà bây giờ các em lại còn chần chừ này, còn ngần ngại về những cái phần nội dung này nữa, đúng không? Thì rất là dễ thôi. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì? I, ở đây thiếu chủ ngữ I các em nhé. I have been learning English since primary school. Tức là tôi đã bắt đầu học tiếng Anh từ năm tiểu học. Tại sao nó lại là tiếp diễn? Tại vì rõ ràng là cái quá trình học của mình nó diễn ra liên tiếp từ năm này kéo sang năm kia, nó không hề ngừng nghỉ, cũng chẳng bị gián đoạn đúng không nào? Đó là lý do tại sao chúng mình phải dùng thì tiếp diễn ở đây các em nhé. Câu 4. He with his cousin for 2 months, but he's looking for a place close to his university. Cái anh này á thì như thế nào đó với họ hàng cũng được 2 tháng rồi, nhưng mà bây giờ thì anh ấy đang tìm kiếm một cái nơi mới gần trường đại học hơn. Đọc đến đây, dịch đến đây thì hiểu luôn là chỗ này đang muốn nói là anh này là đang ở với họ hàng đó, rồi đang muốn chuyển ra chỗ khác đúng không? Thì mình xác định được cái động từ ở đây là live rồi. Thì chỗ này cần thì gì? Thì một quá trình diễn ra liên tiếp trong vòng 2 tháng trời thì sẽ cần dùng present perfect continuous. Đáp án của chúng ta sẽ là has been living. Tiếp nhá, câu 5. My brother his postgraduate studies and got a PhD degree. He's now teaching at a university. Câu này vô cùng dễ, chỉ còn lại một động từ cuối cùng thôi được không nào? Và đáp án của chúng ta là has finished. Anh trai của tôi thì đã hoàn thành chương trình học cao học và cũng đã có bằng tiến sĩ. Bây giờ thì anh ấy đang dạy ở một trường đại học. Rất là dễ đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ đến bài 6 các em nhé. Cũng là bài cuối cùng buổi học ngày hôm nay rồi, nhưng mà chúng mình cùng nhau cố lên một chút nữa là xong thôi. Nào, bài 6. Finish incomplete sentences using either a participle or two infinitive clause. Phần này vô cùng
Ấy, nó là cái phần nội dung mà mình đã được học, vừa mới học ở unit 8 đúng không? Mình viết lại câu. Đó là dạng mệnh đề quan hệ rút gọn, hoặc là mình sẽ dùng to cộng verb đúng không? Vô cùng dễ nhá. Mình sẽ vào luôn câu đầu tiên. The London Tower Bridge, which measures 244 meters long, is a World Heritage Site. Tức là gì? Cầu tháp London với chiều dài là 244 mét thì là một di sản thế giới. Thì ở đây chúng mình sẽ nhớ lại cái cách rút gọn mệnh đề quan hệ, là mình phải xác định được xem là cái phần này nó đang là ở thể chủ động này hay là bị động này. Chủ động thì cái động từ chính là verb ing, còn bị động thì động từ chính sẽ là đuôi ed hoặc là verb 3. Thì đây nó đang là thể chủ động đúng không? Thì mình rút gọn rất là dễ. Đáp án chúng mình sẽ có là The London Tower Bridge, measuring 244 meters long, is a World Heritage Site. Rất là đơn giản đúng không nào? Câu 2. Visitors come to admire the relics that were excavated from the ancient tombs. Cái vế đằng sau cần rút gọn, nó đang ở vế bị động. Suy ra là mình chỉ cần bỏ cái từ nối này, bỏ luôn cái phần động từ to be này này, mình chỉ giữ nguyên cái anh động từ chính để đưa về cái dạng participle thôi đúng không? Thì chúng mình sẽ có đáp án là Visitors come to admire the relics excavated from the ancient tombs. Được chưa? Câu 3. The capital city of Ecuador was the first city in the world that was declared a World Heritage Site by UNESCO. Tương tự chúng mình lại cũng xác định cái vế mà mình cần rút gọn ở đâu. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý một chút là ở đây chúng mình có cụm the first. Các em có nhớ là trong những câu mà có the first, the second, the third, tức là the only, tức là so sánh nhất, thì chúng mình không được đưa về verb ing này hay là verb ed, verb 3, mà chúng mình phải dùng to infinitive đúng không? Thì ở đây chúng mình sẽ có đáp án là The capital city of Ecuador was the first city in the world to be declared a World Heritage Site by UNESCO. Đấy nhá, chú ý một chút cái cụm này nhá, to be declared, chứ không là bạn nào rất là nhanh nhỏng chỉ bỏ luôn cái anh to be này, chỉ để mình declared là sai rồi. Tại vì cái mấu chốt mà chúng mình cần phải thấy rõ ở trong câu này là the first city. Được chưa? Câu 4 các em nhá. The citadel of the Ho dynasty was added to UNESCO World Heritage List in 2011. It is located in Thanh Hóa province. Câu này nghĩa là gì? Thành nhà Hồ thì được thêm vào danh sách di sản thế giới vào năm 2011 và nó thì nằm ở tỉnh Thanh Hóa. Đây thì rõ ràng là bị động rồi đúng không? Xác định được rồi nhá. Mình sẽ rút gọn như sau. The citadel of the Ho dynasty, located in Thanh Hóa province, was added to UNESCO World Heritage List in 2011. Đây, cái vế này, nó là cái phần bổ ngữ cho thành nhà Hồ đúng không? Thì mình thêm một cái dấu phẩy, thay vì nói là which is located, mình rút cái phần which ed bắt đầu cho động từ chính luôn. Được chưa? Câu 5 nào. The complex of Huế monuments is a good example of a well-designed capital city. It lies along the Pathum River in Huế City. Thì các em có thể xác định được cái vế này nó đang là chủ động đúng không? Thì mình sẽ dùng dạng gì nhỉ? Dạng động từ mà đưa về đuôi ing để liên kết hai câu này với nhau. The complex of Huế monuments lying along the Pathum River in Huế City is a good example of a well-designed capital city. Đấy, rất là dễ thôi. Thế là chúng mình hoàn thành xong 5 câu này, cũng xong luôn cái bài review đầu tiên của ngày hôm nay rồi. Vô cùng đơn giản phải không các em? Từ mới thì cũng là những cái từ đã học rồi nhá. Ngữ pháp cũng giải rác ở unit 6, 7, 8. Toàn là những cái phần ngữ pháp mà ngắn ngắn, nhỏ lẻ, không hề dài hay là phức tạp như cái đợt mà chúng mình phải học thì rồi bao nhiêu là cách dùng.
Đấy, thì chúng mình sẽ ôn lại những cái từ mới này, hay là làm lại những cái bài tập ngữ pháp này để củng cố hơn, để chắc chắn hơn. Rồi bạn nào siêng hơn nữa thì có thể search Google thêm những cái phần bài tập về các thì này, rồi là về phần to infinitive hay là participle để làm thêm. Để sau này khi mà chúng mình kiểm tra một tiết hay là 15 phút thì có thể nắm chắc toàn bộ kiến thức ở trong lòng bàn tay và làm bài kiểm tra một cách tốt nhất các em nhé. Còn bài học ngày hôm nay đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn các em đã quan tâm và theo dõi bài giảng của cô. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Thanks for watching and see you on the next video. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.